Hello, Uyên với Holly đang ở sân bay và chuẩn bị đi San Francisco. Hôm nay là cái ngày mà lần đầu tiên mà tụi mình check in lanh nhanh nhất luôn, cái line không có ai chưa. Hôm nay vừa vô là đi vô luôn, vô là đưa thẻ là vô luôn. Bữa nay cái line ngắn không có ai luôn, cái kiểu skill đi đứng chơi luôn, đứng vòng vòng nói chuyện với nhau à. Nhưng mà hôm nay tụi mình tới hơi sớm là tại vì 10 giờ bay. Đúng rồi, thường là tụi mình phải tới trước 2 tiếng. Tại vì tụi mình nghĩ là sẽ có nhiều rất là nhiều người get line, nhưng mà bữa nay không có ai get line hết, cho nên tự nhiên mình vô bây giờ còn dư khoảng 2 tiếng không? Tiếng mấy? Bây giờ khoảng dư 1 tiếng mấy thì hơi liền. Mua đồ ăn Chick-fil-A, ăn xong rồi tụi mình sẽ lên máy bay thì đi San Francisco. Xong rồi khi mà tới San Francisco kế hoạch là tụi mình sẽ đi thuê xe, xong rồi sẽ đi tới khách sạn ngủ một đêm ở đó, sáng mai sẽ dậy sớm để đi chơi. Thì tụi mình sẽ gặp lại các bạn ở San Francisco. Ok, thì update một chút xíu là Uyên với Holly, với mẹ của Holly, ba người đã có một chuyến đi rất là dài, kiểu là phong ba bão tố. Là hồi nãy ở Dallas nó hơi bão chút xíu, có lốc xoáy đồ á, cho nên là chuyến bay của tụi mình bị delay hết 1 tiếng đồng hồ, và đi tới đây trễ 1 tiếng đồng hồ mà đợi thuê xe cũng là lâu ơi là lâu. Xong rồi tới được cái khách sạn đó, Uyên book ngày 19 tới ngày 20, nhưng mà tại vì tụi mình tới trễ, tụi mình tới 2 giờ tụi mình tới khách sạn được, cho nên là nó qua cái ngày 20 rồi, cho nên là người ta lưu lại ở trong đó là tụi mình không có mặt để lấy cái phòng đó. Cho nên là lúc là kiểu mình đầu óc quay cuồng, kiểu thế giới sụp đổ, giống như là mình không, tối nay không có biết ngủ đâu chứ. Xong cái hên là cái người đó, người ta nói là người ta có một cái partner là một cái khách sạn khác ở cũng mới gần đó, cách đó chừng 1-2 block gì đó, là người ta sẽ trả cho cái đêm đó. Và tại vì mình có lý do là mình bị delay máy bay, cho nên là người ta sẽ trả tiền cho cái đêm này và ở một cái khách sạn còn xịn hơn cái mà Uyên với Holly book nữa. Giờ đã là hơn 3 giờ sáng rồi, tụi mình rất là mệt. Uyên nói không có nổi nữa, nên là hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Thì tụi mình đang ở San Francisco và kế hoạch là bây giờ Uyên với Harley sẽ đi lấy xe ở parking này kia, rồi sau đó tụi mình sẽ đi Chinatown, xong rồi sẽ đi ăn ở Chinatown, xong rồi sẽ đi uống boba ở Chinatown, xong rồi sẽ đi tới một chỗ gọi là gì Harley? Pier 39. Xong rồi tụi mình sẽ đi tới cái cầu đỏ nổi tiếng ở San Francisco là Golden Gate Bridge. Rồi kế hoạch hôm nay là như vậy. Thì tụi mình sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng ở San Francisco. Đây là khách sạn mà hồi tối hôm qua tụi mình ở nè. Đi đâu á? Mua áo. Hả? Mua áo. Mua gì không? Có đó hả? Cái trò này, cái vòng tròn này mình nhìn trong này 30 giây, xong rồi mình nhìn lên tay mình, lát mình thấy cái tay mình luôn xoay xoay xoay. Là cái cái này là Marilyn Monroe nha, bà cũng tạp tạ luôn á, giỡn hoài. Thấy không? Gì?
I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Holly với Uyên đang ăn xong rồi, giờ hai đứa đang đi cưỡi ngựa. Thấy không? Nhỏ giờ đi này nhiều chưa? Không, nó hơi nhỏ hết nhưng mà cái xấu quá à. Này đẹp hơn à? Đi cái điểm. Bây giờ Uyên Holly đã ăn xong và bây giờ tụi mình đang chơi vòng vòng trong khu theater night. Đây là vòng xoay ngựa gỗ. Rồi em ơi anh mỏi tay quá. Xong rồi. Xong rồi cái này mình đi đâu nữa? Xong cái này chưa biết nữa. Mình đi qua cái cầu đi. Mình đi qua cái cầu đúng rồi, mình đi cái cầu màu đỏ. Xong rồi cho mình sẽ kiếm thêm chỗ ăn đó thôi. Anh sẽ đó. Ăn nhà ăn bánh ăn kia rồi đó thôi. Xong rồi chiều thì mình sẽ qua nhà của cậu Harley, thăm cậu của Harley. I can hear the silence as I'm walking by. Everyone's so quiet, I know the reason why. I'm not gonna hide it, I'm not gonna lie. I know you can see it, what you got yourself into. What you got yourself into. Come on, say something, I wanna hear your voice. Give it all or nothing, the moment's getting lost. Ain't no time for stopping, so show me what you need. I know that you want it, but what you got yourself into. Giờ mình đang đi tới tiệm bô bà, tiệm bán chân châu, trà sữa. Đây là bô bà gai, tiệm này tiệm nổi tiếng nhất ở Chinatown. Giờ mình đâu? Giờ mình đi uống bô bà. Cái line dài từ đây tới kia kìa. Đây là mấy người mà get line đó. Get line từ đây như kéo cái kia. Cái tiệm bố bà gai là tiệm mà tụi mình đang đi á. Nguyên line này dài bao lâu đi? À, đánh đà chim hỉ đầu bao con. Nguyên chọn chỗ kỳ nha. Chỗ này nổi tiếng nhất nên nó mới đau. Mà mấy chỗ mà vắng vắng thì nó đâu có ngon. Lỡ đi thì đi đâu. Đúng không? Ok, sau đây là cái ly của Yên mua. Xong rồi tới cái ly của Harley mua. Ly của Yên là strawberry matcha latte. Còn của Harley là chocolate. Cảm ơn Yên có. À, trong của Yên là có boba với lại có almond jelly. Còn của Holly là có aloe vera, aloe jelly. Rồi đây. Mẹ thấy sao mẹ? Bình thường. Gì? Không có gì bình thường lắm. Xạo quá à. Thì có số xạo gì? Thấy không? Quá dở luôn á. Ngon mà. Chụp quảng cáo lấy tiền đi. Rồi Yên, ly của Yên sao? Siêu ngon luôn á, ly của Yên giống như phải quậy lên xong rồi uống trà xanh với lại tiếp nước dâu mà giống như là dâu ép trái ra chứ không phải là cái dâu mà trong ngọt ơi ngọt mà cái dâu kiểu mứt á, không phải kiểu đó. Thì kiểu dâu tươi á, siêu ngon luôn á. Ý là dâu tươi xong đổ sữa vô xong bỏ trà xanh lên gì? Nhẹ đi cho nhanh. Mệt. Thì Uyên với Holly đã tới nhà cậu thăm cậu rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua chỗ nhà hàng Việt Nam ở cũng gần nhà cậu để đi mua đồ ăn cho cả nhà ăn. Thì chỗ đó tụi mình mua chả cá nè. Chả cá la vọng, hai cái bún bò. Nói chung là nhiều đồ ăn cho gia đình ăn lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái view ở đây siêu đẹp luôn. Kiểu như chạy đâu cũng thấy núi, thấy đồi, thấy cây, rồi dốc rồi. Giống như ở Đà Lạt vậy á. Giống Đà Lạt. Giống như ở bên San Jose này thì kiểu như là thời tiết nó giống như là ở Đà Lạt vậy đó. Rồi nó có rất là nhiều thông. Tại vì lúc mà hồi xưa, lúc mà Holly ở Việt Nam thì Holly ở Đà Lạt. Cho nên cái kiểu mà
thấy lại được cái cảnh mà đường xá rồi thông rồi này nọ, thì kiểu giống như là mình về lại Việt Nam vậy á. Rồi mấy cái nhà hàng mà kiểu nó sát nhau. Với lại ở Cali thì kiểu như là rất là nhiều người Việt, cho nên kiểu giống như là mình đã đang ở Việt Nam vậy á. Nhà hàng Việt Nam kiểu siêu nhiều, hiểu không? Rồi cái cảnh á, cái view ở trên đường á gọi là kiểu nó siêu... núi nó kiểu nó đẹp lắm kìa, giống như đây nè. Núi nó cao. Hồi sáng ở lúc mà tụi mình ở San Francisco thì nó siêu lạnh hơn lại, mà gió nhiều nữa. Dù có nắng chút xíu nhưng mà cũng không có ấm được nhiều đó. Nhưng mà lúc mà khi đến San Jose thì thời tiết rất là giống ở Sài Gòn, rất là nó mát mà nó mát nóng thêm một chút nữa. Hello Y với Holly thay đồ mát mẻ hơn chị. Còn thì hôm nay có lẽ kế hoạch của tụi mình là sẽ về nhà ăn uống với gia đình thôi. Và ngày mai tụi mình sẽ cố gắng dậy thật là sớm để cho kịp thời gian, để mình có nhiều thời gian đi được nhiều nơi, làm được nhiều thứ hơn. Cho nên ngày hôm nay tụi mình sẽ ở San Jose, nhưng mà ngày mai á thì tụi mình sẽ quay ngược lại San Francisco. Và hai nơi chỉ cách nhau khoảng một tiếng đồ thôi, cho nên là kế hoạch ngày mai sẽ là 6 giờ sáng ngủ dậy, xong chạy lên đó là 7 giờ. Xong rồi cái sẽ ở cái chỗ bãi biển đó để quay phim hay làm gì đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Xong rồi tụi mình sẽ đi Chinatown để mua đồ ăn. Xong tụi mình sẽ quay ngược lại Chinatown để mà mua đồ ăn. Hôm nay đi Chinatown mà không có ăn được buổi sáng này là tại vì thứ nhất là nó đông. Thứ hai là cái parking ở bên San Francisco, bên Cali này á, parking kiểu mắc nữa. Kiểu giống như là mình mua cái quán điểm sắm đó là take out, có nghĩa là mình vô mình mua rồi mình đem đồ ăn ra. Bô bà cũng vậy. Mọi thứ đều là take out hết. Mọi thứ đều là kiểu mua rồi đi chứ không có ở lại. Mà mỗi lần đậu xe thì Holly mất khoảng 10 đô. Cho nên Holly không có muốn là đậu xe. Nhưng mà ngày mai thì đi cái bãi biển nó xong sẽ mua điểm sắm xong rồi về nhà. Mua điểm sắm xong phải ghé lại mua cái chỗ bô bà hôm nay nữa. Tại vì nó siêu ngon luôn. Thì ngày mai tụi mình sẽ quay lại chỗ đó. Còn hôm nay thì có lẽ là sẽ dừng ở đây. Chắc là vậy. Bye.